video này á, mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về cái nguồn công suất các bạn. Công suất của cái nguồn LED driver cung cấp cho LED nha các bạn. Cái nguồn này á, các bạn phải lựa chọn đúng nha. Đây là khá quan trọng á. Khi các bạn sử dụng một cái đèn LED trong gia đình, các bạn quan tâm có cái cục nguồn LED driver các bạn để cấp nguồn cho LED đó. Các bạn cứ tìm hiểu cho mình là hai cái vấn đề chính đó. Cái vấn đề thứ nhất là cái công suất của cái nguồn LED driver nha các bạn. Là cái nghĩa là cái cục nguồn LED driver này á, nó sẽ cung cấp cái công suất bao nhiêu để cho cái đèn khoảng bao nhiêu nha các bạn. Cái vấn đề thứ hai là điện áp ngõ ra nha. Đây nè, cái điện áp ngõ ra. Cái này hai cái này tỷ lệ thuận với nhau nha các bạn. Khi mà công suất càng lớn á, thì điện áp cái ngõ ra, cái điện áp ngõ ra càng lớn nha các bạn. Là điện áp hai cái này là tỷ lệ thuận với nhau nha. Về nguyên tắc á, thì cái đèn LED driver các bạn, cái đèn nào á có công suất như cái đèn này là đèn 3W nè, công suất là 3W nha các bạn. Nó đi chung với cái cục nguồn LED driver của nó. Đây nè, cái nguồn này, cái công suất của nó nè các bạn, 3 đến 5W nha. Là cái cục nguồn này nó cung cấp cho cái đèn này 3W. Là ok. Còn trường hợp mà các bạn mà lấy cái như cái cục nguồn này nè, cái cục nguồn LED driver này đó 8-12W mà các bạn gắn vô cái đèn 3W này á, chắc chắn nó cháy chip LED bên trong nha các bạn, nó cháy đèn luôn nha. Là do là cái điện áp này nó lớn quá nha các bạn. Đây nè, ngõ ra nó lớn quá, cái này cái ngõ ra của nó là 24 đến 42V. Còn cái nguồn LED này á, nè, cái ngõ ra có 9 đến 18V các bạn. Nó nhỏ hơn nhiều nên khi mà các bạn mà cắm sai cái nguồn LED driver á, ở ngoài thực tế thì nhiều người nha các bạn lựa chọn sai nguồn LED driver, các bạn cứ không biết, các bạn cứ lấy cái nguồn nào á, các bạn gắn đại vô thử LED thôi. Các bạn lấy cục nguồn LED driver mà công suất lớn á, mà thay gắn để thử cái đèn công suất nhỏ nè, chẳng là nó sẽ cháy luôn nha các bạn. Các bạn cắm vô cái nó là trên, các bạn nhìn thấy cái đèn này nó lóe sáng cái là tắt luôn. Các bạn mở ra kiểm tra thì mấy chip LED này bị cháy hết nha các bạn. Có nhiều bạn không biết các bạn, nhiều bạn cứ mua thử mọi, nhiều bạn gắn sai công suất của cái nguồn LED driver cho cái đèn LED này á, dẫn đến nó hư hỏng nó cháy. Mặc dù á mình cái đèn LED nó mới mua nha các bạn, cái đèn khá nha. Còn trường hợp á, có một trường hợp đó là cái đèn, cái công suất á, công suất LED driver mà nhỏ hơn nha các bạn. Như ví dụ cái như công suất này đi, cái công suất này á mà nó nhỏ hơn cái công suất định mức của cái nguồn LED driver nè. Như ví dụ này, cái này là 3 5W do cấp cho đèn này 3W nha. Còn cái trường hợp á mà cái đèn khoảng 9W nha các bạn. Mình ví dụ nha, có đèn 9W mà các bạn dùng cái cục nguồn á, cái cục nguồn 3 5W thì có thể là có hai trường hợp nha các bạn. Một á là nó không sáng nha các bạn, tại vì không đủ điện áp cho cung cấp cho nó LED, dễ LED của nó. Trường hợp thứ nhất là nó không sáng, trường hợp thứ hai là nó sáng yếu nha các bạn, nó vẫn sáng nhưng sáng yếu. Nhưng mà mình make sure với các bạn là cái đèn LED, mấy đèn LED mà mình cấp sai cục nguồn, thiếu nguồn công suất mà thiếu các bạn, nó sẽ vẫn còn ấy nha các bạn. Chip LED bên trong á, chip LED bên trong này nè, nó vẫn sáng nha các bạn, là nó không bị cháy á. Còn các bạn, đó là cái trường hợp mà công suất yếu, công suất của nguồn LED driver mà nhỏ hơn công suất đèn. Còn cái trường hợp mà công suất LED driver mà lớn hơn công suất đèn á, là nó dẫn đến hiện tượng cháy đèn nha các bạn, cháy chip LED bên trong nha. Đây là cái công suất của mấy LED driver của cái nguồn LED âm trần nha các bạn. LED âm trần là có trên thị trường nha, nó bán như thế này. Còn đây là một số cái nguồn LED driver nha các bạn. LED driver này ở bên trong cái đèn tiếp LED T8 nha các bạn. Tiếp LED T8 hay là cái đèn LED bulb á, đây nè, nó là nguồn LED driver của cái đèn LED tiếp LED T8 nè. Hoặc là trong cái nguồn đèn LED bulb nha các bạn. LED bulb là nó cũng xài y chang mấy cục nguồn LED driver như này. Các bạn cứ mở ra, các bạn cứ kiểm tra thấy y hệt như vậy nha.
mấy cái này á, trường hợp mà các bạn mua về cái này mà cái này nó bị bay màu nha các bạn, bay màu nó không các bạn không, cái cục LED driver này á nó các bạn không biết cái công suất nó bao nhiêu quá các bạn nè, trường hợp nó bay chữ bay màu vậy các bạn mua mà các bạn không biết công suất nhiều á là các bạn ấy nha, hoặc là mấy cái nguồn LED driver này các bạn không thấy nó tem tiết gì á, nó không ghi công suất gì á là các bạn muốn kiểm tra cái công suất của nguồn LED driver này như thế nào thì các bạn làm theo mình nha. Thứ nhất á là các bạn xác định cho mình hai cái chân âm dương, cái nguồn vô các bạn, cái hai nguồn chân âm dương, nguồn vô là cái nguồn ra các bạn, nguồn ra của LED nè, đây nè, hai chân VO nè, hai chân VO ha. Còn cái nguồn cái dây AC á là dây ngõ vào nè các bạn, đây nè, dây ngõ vào. Thì các bạn cứ tìm hiểu quá, tại vì hai cái dây như chu đèn hay trong đường đèn tiếp đất T8 á, nó có sao? Hai cái đường dây vào là dây AC ha. Còn hai cái đường dây ra hay dây hay ra là cái đường DC các bạn, DC. Cái nguồn cung cấp cho sau cái bo nguồn này nè, cái bo nguồn LED driver này nè là cái cung cấp cho cái module LED này, dãy LED này các bạn. Khi mà các bạn mở ra cái gì? Các bạn mở mấy cái bo cái này nó chế thành cái hộp á để cách điện cho nó an toàn á. Chứ còn bên trong nó cũng y hệt như vậy nha các bạn, nó không có khác gì hết nha. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đo nha. Đo xác định cái công suất của cái nguồn LED driver này trên, để từ đó mà các bạn muốn độ chế cái đèn khác hoặc là độ chế cái nguồn LED driver khác á, khi mà cái đèn LED nó bị hư nguồn này các bạn. Đây mình sẽ demo cái nguồn này nha các bạn, cái cục này nha, cái cục này đảm bảo là cái cục này còn tốt nha, mấy cái nguồn LED driver của cái đèn tiếp LED á, T8 hoặc là LED bulb á, các bạn làm y tương tự như vậy nha. Đây sau đây chúng mình tiến hành làm nha các bạn. Rồi trước hết chúng mong các bạn cứ lấy cho mình cái ổ cắm điện nha, ổ cắm điện để cấp nguồn cho LED driver nè các bạn. Rồi các bạn lấy mình cái đầu nối nhanh nha, cái đầu nối nhanh, cái dắt nối nhanh nè các bạn, cắm vô ha, cắm cho sát nha các bạn, đừng có để lỏng chân nha, lỏng chân nó bung cái đầu dây ra nó có thể bị giật điện nha các bạn. À, cắm chặt nha các bạn. Rồi các bạn cắm điện vô. Mấy cái nguồn này các bạn nó sẽ có cái đầu đực đầu cá nha các bạn, nó sẽ đi kèm á các bạn, cái có dây á, đây nè, cái đầu này đầu cá nha các bạn. Còn cái lấy các bạn lấy một cái đầu đực cho mình nha, cắm vô cái gì đực á. Rồi có hai dây nha các bạn, hai dây các bạn nối vô mình cái lấy cái domino hay là lấy cái đầu nối nhanh á, các bạn cũng cắn vô nha, cắn chặt nha các bạn. Nhớ nha các bạn, cái này cái tuyệt đối an toàn điện nha các bạn, không thôi là mình họ nó bung cái mối hai dây ra mà mình vô tình chạm vô bị giật nha các bạn. Sau khi các bạn chuẩn bị xong xuôi á, các bạn lấy cho mình cái đồng hồ ha. Ở đây mình xài cái đồng hồ số nha các bạn. Tại vì cái nguồn này ví dụ là nó ghi chỉ số điện áp đây nè. Còn trường hợp mà bạn không biết ghi, không biết cái giá trị nguồn bao nhiêu á, các bạn cứ chỉnh cho mình cái ngàn mức ngàn nha. Tại vì cái nguồn LED driver có nó lên đến 285V á các bạn, VO á, cái đó là điện áp chế độ không tải á. Nên các bạn cứ thứ nhất các bạn chuyển cho mình cái thang đo lớn nhất đi, maximum là 1000 nha, thang đo cho 1000. Rồi các bạn quẹt kẹp vô nha, các bạn để chế độ giá trị đo điện áp nha các bạn, VDC nè. Rồi các bạn kẹp vô nha, các bạn xác định luôn cái nguồn âm dương nha các bạn, cái chân âm dương luôn nha, để các bạn đánh dấu vô để đo và cường độ điện luôn nha. Rồi các bạn bật nguồn lên, đây nè, bật nguồn lên nha, đo điện áp nha các bạn.
Đây đã lên 60V nha các bạn. 60V ha. 60V rồi các bạn, đồng thời các bạn xác định cái chân âm dương cho mình nha. Tại vì cái đồng hồ mình nó ngược các bạn. Ngược lên cái chân dương ở đây nè. Nguồn dương á nằm ở đây, còn âm nằm ở đây nha các bạn. Đây để mình đảo qua đo lại ha. Đây. Nhớ nha các bạn, tuyệt đối đừng chạm tay vô các bạn. Cái này nó nguy hiểm, nó giật á. Còn trường hợp mà các bạn mà vô tình đi chập hai đồ đầu á, có thể bị hư led driver luôn nha các bạn. Cái nguồn led driver hư ha. Đây nè. Rồi bật nguồn lại. 60V nha các bạn. Mình hạ xuống cho dễ thấy nha. Nếu các bạn đã đo mức maximum á, các bạn hạ xuống nguồn 200V cho nó dễ nha các bạn. 200V ha. Rồi các bạn bật lên. Đây nào các bạn. 60V ha các bạn. Cái điện áp đo được là 60V ha. Vout của cái nguồn led driver này nè, cái cục này nè. Là 60V nha. Rồi các bạn xác định cái hai chân âm dương cho mình luôn nha. Hai chân âm dương. Rồi. Mình sẽ tắt nguồn. Đây đâu bạn. Và là cái điện áp ngõ ra các bạn, VOUT á, V. Đây là VOUT nè. Nó khoảng 60V nha các bạn. Cái nguồn led driver khác á các bạn có làm tương tự nha. Cái nguồn mà không có ghi giấy á, các bạn cứ xác định y hệt như mình. Xác định hai cái chân cấp nguồn AC ngõ vô với cái nguồn VOUT ngõ ra. Cái này, cái nguồn này, cục nguồn này mình demo cái bản cục này nha các bạn, 60V nha. Tiếp theo các bạn có được cường độ dòng điện nha. Cường độ dòng điện á, đây nè. Ở đây á, các bạn chuyển qua cái thang đo nhân 10A nha các bạn, nhân 10 á. Đây nè, mình sẽ chuyển cái thang đo cho nhân 10 nha các bạn, nhân 10. Đo để đo cường độ dòng điện nha các bạn. Đây là nhân 10 á. Cái nhân 10 này á, rồi còn cái que đo các bạn. Đây nè, đo cường độ dòng điện cho mắt á, 10A. Mình chuyển cái que đo này nha các bạn. Chuyển cái thang cái cổng trừ á, cái cổng dư âm á, gắn vào cổng com nha các bạn. Để mình đo cường độ dòng điện ha. Rồi, các bạn để giữ nguyên nha. Nhớ nha các bạn. Đây nè. Cái que âm dương hôm nãy nha bạn mà mình không di chuyển nha. Tuyệt đối không di chuyển, để nguyên y xì vậy. Nhà các bạn chỉ cần chuyển đo cường độ điện á, chuyển cái mới về thay đo cường độ điện là ok nha các bạn. Đây. Que đo mình vẫn giữ nguyên nha. Cái dây vẫn nối như cũ nha các bạn. Rồi các bạn bật nguồn lên nè. Để đo cường độ điện á. Chuyển cái thang đo 10A nha các bạn. Rồi các bạn bật nguồn lên. Rồi. Nó 0.19 nha các bạn. Đây nè, cái cường độ dòng điện á. Nó qua cái cục này nè, 0.19 nè. Mình cho là 0.2 luôn nha các bạn. 0.2A luôn nha. Đây nè. 0.19 là 0.2A. Thấy không? Nè, 0.2A. Đây nè. 0.2A. Rồi cái cục nguồn á này á có dòng á. À. Dòng của nó qua đó là 0.2A nha các bạn. Rồi các bạn tắt nguồn đi. Đúng không? Rồi ở đây mình tháo ra luôn nha các bạn. Đây. Cái này là Y nha các bạn. Y á sẽ bằng 0.2A nha các bạn. Rồi từ đây á, các bạn có thể tính công suất nha. B sẽ bằng U nhân Y nha các bạn. Đây nè, B sẽ bằng U nhân Y nha các bạn. Lấy 60 nè. 60 mà nhân với 2A nha các bạn.
nhưng với 0.2 0.2 cái này ra 12W nha các bạn. Đây nè, rồi cái công suất của nó là khoảng 12W nha các bạn, 12W nè. Cái nguồn led driver này nó sẽ cung cấp một cái công suất khoảng 12W cho cái cung cấp cho mấy cái bóng đèn mà cùng công suất của nó. Có thể bóng đèn tip led T8 hoặc là bóng đèn led bulb các bạn, hoặc là led âm trần á, là cái công suất của nó 12W. Đây là mình so sánh các bạn nhìn thấy không? Mình tính toán được cái công suất của nó, cái công suất của nguồn led driver là 12W. Đây là cái công suất maximum của nó các bạn. Cái nhà sản xuất người ta chế tạo này đây là 8-12W nè các bạn, từ 8-12W ok nha các bạn. 8W đến 12W. Đây là cái công suất của mình nè, mình đo được cái giá trị VOUT nè, có 60W, 60V. Dòng là 0.2A. Từ đó mình tính là công suất là khoảng 12W nha các bạn, là ok nha. Cái này là giá trị tương đối nha các bạn, giá trị tương đối rồi. Chứ còn từ việc có trong mạch này có cái nguồn AC á các bạn, còn cái nguồn AC nữa, nó lẽ mình cứ tính công suất á, công suất của nó là P bằng U nhân Y á, là đối với dòng điện một chiều á, cái là dòng điện một chiều á là một không thay đổi các bạn. Còn công suất đúng của nó là P bằng U Y cốt phi. Cái cốt phi á, cốt phi á là cái độ lệch pha giữa cái tầng to của cái cường độ dòng điện và điện áp á các bạn, độ lệch pha của nó. Mà như trường hợp này á, trường hợp này nếu mà cái nguồn DC các bạn, nguồn DC là cái cốt phi của nó là bằng 1 nha các bạn, nên mình sẽ tính theo cái phương nào B sẽ bằng U nhân Y, B sẽ bằng U nhân Y nha các bạn. Còn là nếu mà cái độ các bạn từ cái nguồn này, nguồn AC, nếu cái nguồn AC đi vô nữa, có lẽ là mình phải tính là B bằng U cốt phi. Nhưng mà cái này mình tính tương đối là mình chờ làm tròn số nha các bạn. Mình giả sử là cái cốt phi á, cốt phi nó bằng 1 để mức độ cái độ lệch pha của cường độ điện với điện giá trị điện áp này á, thì mình tính ra 12W nha. 12W là đúng theo cái chỉ số này các bạn, là cái đèn cái công suất mà nhà sản xuất người ta đưa ra các bạn, là cái cục nguồn led driver này từ 8 đến 12 12W là ok nha các bạn. Đây nè, mình tính được nha. Cái tính này cũng khá quan trọng nha các bạn, để các bạn từ đó độ chế các bạn tìm ra cái nguồn công suất á, công suất cho nguồn led driver đúng với giá trị của đèn nha. Chứ thôi các bạn mà nhiều bạn có các bạn nhiều chọn sai công suất á, cái công suất này lớn quá, lớn hơn giá trị của đèn á, là sẽ làm cháy đèn nha các bạn, cháy chip led bên trong nha. Rồi các bạn khi mà các bạn muốn sử dụng nguồn led driver, các bạn chú ý cho mình ha. Cái giá trị thứ nhất á, giá trị điện công suất nè, cái gì điện hai, thứ hai là cái gì điện áp nó ra nha các bạn, output nè. Chứ còn quan tâm hai cái đó rồi các bạn lựa chọn cái công suất đèn là ok ha các bạn. Rồi video của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có thắc mắc hay có câu hỏi gì thì để viết comment phía dưới nha, mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Chào các bạn.